cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 183 km về hướng Đông Bắc. Phan Thiết được xem như là một trong những thành phố du lịch biển tuyệt đẹp vào bậc nhất ở Việt Nam. Nhắc đến Phan Thiết, người ta nghĩ ngay đến những con sóng bạc đầu, những đồi cát trắng trải dài ở Mũi Né như mênh mông hơn với cái nắng vàng ươm của những ngày đầu hạ. Trên dòng sông Cà Ti, bên bến Phú Hài êm đềm lộng gió, những con thuyền câu mực chạy dài đậu san sát nhau. Về Phan Thiết một lần để ngắm tháp nước Phan Thiết hiên ngang lồng lộng giữa mây trời. Tháp nước Phan Thiết cũng chính là biểu tượng lâu đời của thành phố, được xây dựng từ năm 1928 của thế kỷ trước. Cách trung tâm thành phố khoảng 7 km về hướng Đông Bắc, nằm trên đường Nguyễn Thông, đoạn dốc lưng chừng trong câu hát "Đường lên dốc đá", nói về thi sĩ Hàn Mạc Tử đi lên lầu ông Hoàng thả thơ, là một điểm dừng chân khá độc đáo mà nhiều du khách đã lựa chọn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Green Dragon, tọa lạc trên mặt tiền đường số 228 Nguyễn Thông, đường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, ngay chân dốc lầu ông Hoàng, đường dẫn ra Mũi Né, là khuôn viên rộng hơn 2.000 m² của công ty Green Dragon. Một mô hình du lịch khép kín gồm nhà hàng, xưởng sản xuất cùng các showroom trưng bày các sản phẩm từ da cá sấu và các sản phẩm quà tặng khác như mật ong nguyên chất, cà phê nguyên chất, dầu dừa, rượu, tranh gỗ lưu niệm cùng nhiều sản phẩm khác. Là một địa chỉ dừng chân quen thuộc của các du khách khi đến du lịch ở Phan Thiết, bởi trong chuyến du lịch dài ngày, nhu cầu mua quà kỷ niệm hay tặng cho người thân và bạn bè là nhu cầu cần thiết của du khách. Vì vậy, tham quan cơ sở sản xuất hàng hiệu từ nguyên liệu da cá sấu và chọn mua sản phẩm từ da cá sấu thứ thiệt mang thương hiệu La Man của công ty Green Dragon là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu của công ty du lịch cho du khách trong và ngoài nước. Mỗi tháng, hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và mua sắm cũng như sử dụng các dịch vụ khác của công ty. Đến với xưởng sản xuất da cá sấu, du khách sẽ có cơ hội tận mắt nhìn bàn tay điêu luyện của đội ngũ thợ lành nghề, chế tác ra những sản phẩm độc đáo, thật khó để có thể hình dung đến độ kỳ công, để tạo ra một sản phẩm thủ công từ da cá sấu, nếu không được tận mắt chứng kiến. Nói đến da cá sấu là nói đến đẳng cấp, nhưng để có một sản phẩm từ da cá sấu chính hiệu, đạt tiêu chuẩn về chất lượng thì ít có người có thể phân biệt nổi. Để tạo ra tâm lý tin dùng cho khách hàng khi chọn mua sản phẩm của mình, anh Văn Công Nguyện, giám đốc công ty, đã đề ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất cho dòng sản phẩm mang thương hiệu La Man, từ công nghệ thuộc da cao cấp theo tiêu chuẩn của châu Âu, cho đến những bản thiết kế chi tiết do chính tay anh vẽ, cũng như các công đoạn thực hiện của công nhân đều được giám sát rất chặt chẽ. Du khách đến với Green Dragon có thể mua được các sản phẩm độc bản từ da cá sấu như ví, túi xách, giày dép, móc khóa với nhiều kiểu dáng độc đáo và lạ mắt, vừa đẳng cấp vừa hiện đại với màu sắc đa dạng. Đặc biệt, du khách có thể đo ni, đóng cho mình một đôi giày và tận mắt chiêm ngưỡng những người thợ lành nghề thực hiện ngay tại xưởng, để rồi sau khi có sản phẩm, du khách có quyền tự hào với sản phẩm của mình được xếp vào dạng độc nhất vô nhị. Bởi lẽ, hoa văn trên da cá sấu tương tự như vân tay của con người, không hề có sự trùng lắp với sản phẩm thứ hai. Nếu tinh ý, khách hàng có thể thấy các sản phẩm thuộc dòng thương hiệu La Man của Green Dragon khác hẳn với các sản phẩm cùng chủng loại làm theo kiểu thuộc da thủ công truyền thống, bởi sự mềm mại, tinh tế và màu sắc và độ bền luôn vượt trội. Một điều mà công ty Green Dragon luôn tự hào là đã góp phần làm đa dạng dịch vụ phục vụ du lịch. Chính vì những điểm khác biệt vượt trội
và nỗ lực đó, vừa qua, sản phẩm Lamen được vinh dự đón nhận bằng chứng nhận tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp. Vinbragon là một nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm da cá sấu được tín nhiệm của hầu hết các đại lý và cửa hàng bán lẻ ở các điểm du lịch khắp cả nước, đặc biệt là ở Mũi Né. Ngoài ra, công ty cũng nhận được nhiều sự ngợi khen và hài lòng từ các đối tác nước ngoài với các đơn đặt hàng lớn vào hàng tháng. Trong đó, có các đơn đặt hàng chỉ cung cấp nguyên liệu da cá sấu đến cả 1.000 tấn mỗi tháng. Cùng nằm trong khuôn viên của công ty là cụm nhà hàng Green, mà chúng tôi gọi thân tình là nhà hàng xanh, vì ấn tượng đầu tiên khi thực khách đến đây là cảnh trí mang đầy màu sắc thiên nhiên với nhiều mảng cây xanh và cây ăn trái trong lành rất dễ chịu. Đúng như tên gọi, nhà hàng xanh, nhìn tổng quan không gian nơi đây xanh đẹp, thoáng mát và không kém phần trang nhã lịch thiệp. Phía ngoài công ty có bãi đỗ xe với sức chứa lớn. Bước vào bên trong, quý du khách sẽ đi qua cây cầu gỗ nhỏ nhắn, đáng yêu, bắc ngang qua con suối nhân tạo, trải dài xuống hòn non bộ. Trong không gian rộng rãi nơi đây, các thực khách nhí tha hồ vui chơi chạy nhảy. Các bé sẽ rất thích khi lắng nghe tiếng nước chảy róc rách vui tai và nhìn ngắm những chú cá đủ màu sắc, thật xinh xắn bơi lội tung tăng dưới hồ. Trung tâm khuôn viên nhà hàng là một ngôi nhà gỗ mộc mạc, được trang trí trang nhã, lịch sự. Đây là sự lựa chọn của quý khách nếu không muốn ngồi ở không gian ngoài trời. Tại Green Dragon, khách hàng có thể tổ chức hội nghị, họp mặt, tiệc liên hoan, sinh nhật hoặc gala dinner với lợi thế tiện ích về ban nhạc âm thanh của nhà hàng có sẵn và nhiều ưu đãi khác. Bên cạnh đó, nhà hàng có khoảng không gian rộng phía sau để phục vụ số lượng lớn khách đoàn của các công ty lữ hành với sức chứa hơn 300 người. Ngoài ra, Green Dragon còn bố trí những nhà tròn mái lá hay phòng riêng biệt để phục vụ những thực khách có nhu cầu thưởng thức món ăn trong không gian nhỏ hơn. Khi màn đêm buông xuống, Green Dragon đẹp như một bức tranh giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những chiếc đèn lồng nơi nhà gỗ với những ánh sáng dịu dặt, lung linh càng tạo thêm phần lôi cuốn, sang trọng cho nơi đây. Còn gì tuyệt vời hơn, giữa một không gian trữ tình lãng mạn, du khách được thưởng thức các món ăn ngon và được thả hồn mình trong tiếng đàn guitar êm ái, nồng nàn. Đặc biệt, quý khách có thể tham gia ca hát để tặng cho bạn bè và người thân của mình. Không chỉ sở hữu không gian rộng rãi và nên thơ, Green Dragon còn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình chu đáo và những đầu bếp chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm. Vì thế, Green Dragon hấp dẫn du khách bởi thực đơn hết sức phong phú, đầy nét tinh hoa ẩm thực Việt trong từng món ăn. Bên cạnh thời gian hoạt động từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thuận tiện cho tất cả mọi quý du khách đến giải trí, nơi đây còn có chính sách hấp dẫn cho những khách hàng thường xuyên. Điều đặc biệt và thú vị là, dù bận rộn với công việc, nhưng anh chị chủ nhà hàng rất thích đích thân đi chợ. Họ chia sẻ rằng, đó là một niềm vui chiều cùng người thân dạo quanh khu chợ quê, tự tay mình chọn những con cá, con mực, con tôm còn tươi rói rói, vừa được đánh bắt từ ngoài biển khơi về. Lựa chọn những thực phẩm tươi sống và chỉ sử dụng trong ngày là tiêu chí hàng đầu mà nhà hàng lựa chọn.
để luôn mang đến sự đặc biệt tin tưởng của du khách. Dưới bàn tay tài năng của đầu bếp, những nguyên vật liệu tươi sống được chế biến thành những món ăn đặc sản của miền biển, những món ăn mang âm hưởng đồng quê hay những món ăn theo sở thích của du khách nước ngoài, vừa đẹp mắt lại ngon miệng với giá cả hợp lý. Nhà hàng Green Dragon chính là sự kết hợp hài hòa của cảnh quan thiên nhiên và con người mà bất cứ ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Nhà hàng Green là một trong những nhà hàng sân vườn đẹp nhất ở thành phố biển này bởi sự bình yên và thư thái khi thực khách ghé qua đây. Sau một thời gian hoạt động theo phương châm kết hợp giữa yếu tố hiện đại và thiên nhiên hoang sơ, cải tạo và gìn giữ môi trường, nhà hàng Green vui mừng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách trong và ngoài nước. Để hoàn thiện và phát triển hơn vì lợi ích của khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Green Dragon cam kết sẽ luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đem đến cho quý du khách những dịch vụ giải trí tốt nhất trong những ngày đến với thành phố biển Phan Thiết.